Hey yo, what's up? Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bé Anima-chan. Và lại là mình, người ở nấp đây. Bạn có biết trong manga của Sakura chỉ có 19 lá bài xuất hiện, chứ không phải là 53 lá như ở anime không? Bạn còn nhớ cặp đôi ta từng mến mộ hồi bé không? À, chẳng phải cái đào nhà mình đâu, mà là bạn Rika và thầy giáo Terada cơ. Hai người này đã từng trao nhẫn đính hôn cho nhau rồi ấy. Nếu chừng đó đã làm bạn ngạc nhiên thì yên tâm đây, video về những bí mật chỉ người đọc manga Sakura mới biết ngày hôm nay, chúng tớ sẽ còn mang đến cho bạn nhiều điều bất ngờ hơn cơ. Bắt đầu nhá. Nếu bạn xem gần 50 tập phim hành trình thu phục thẻ bài Cloud và movie lá bài Nothing, chắc hẳn sẽ không thôi ấn tượng về sức mạnh của chúng rồi nhở. Với đa dạng những lá bài, đủ mọi công dụng, từ bá đạo đến kỳ cục thì không ngoa nếu nói đây là một bộ bảo vật toàn năng. Chẳng vậy mà rất nhiều thế lực mong muốn sở hữu tất cả chúng, thậm chí họ còn coi 53 lá bài là biểu tượng cho quyền lực vô tận trong giới pháp thuật. Tuy nhiên, bạn biết không, số lượng lá bài nhiều như vậy chỉ có trong anime thôi, chứ thực tế tại manga thì lại tương đối khiêm tốn. Ở xuyên suốt 6 tập đầu tiên của bộ truyện chỉ có vẻn vẹn 19 lá bài Cloud xuất hiện. Sau này khi mà Sakura, thủ lĩnh thẻ bài, được chuyển thể thành anime thì Cloud mới nâng con số 19 lên 53 để đủ quân cho bé đào nhà ta xem bói. Thậm chí ngay cả thẻ bài mạnh nhất là Nothing cũng hoàn toàn không được nhắc tên cho đến khi phần movie ngoại truyện về cái chân ghế của Cloud ra đời. Không cần mình nói, chắc các bạn cũng đoán ra quá trình suy nghĩ những cái tên lấp vào 34 khoảng trống là khó khăn đến nhường nào đúng không? Cô Okawa phụ trách lên ý tưởng về công dụng lá bài, còn cô Mokona phụ trách tư vấn hình ảnh với đội ngũ họa sĩ anime. Và cuối cùng, không uổng công sức đã bỏ ra, 53 tuyệt tác đã ra đời. Tuy rằng vẫn còn có một vài sự bất cập trong các công năng của thẻ bài Cloud, thế nhưng ta không thể phủ nhận tất cả chúng đều vô cùng thú vị. 53 lá bài gần như ôm trọn mọi câu thần chú, từ đơn giản đến phức tạp trong giới pháp sư. Cũng vì lý do đó mà rất nhiều bạn nhỏ sau khi xem xong Sakura đều muốn sở hữu cho mình một bộ bài riêng để chiến đấu. Chưa dừng lại tại đó, bên cạnh những phép thuật nhiệm màu mà 53 thẻ bài mang lại, art của chúng cũng là lý do khiến bao người sẵn sàng bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để mua về. Mỗi lá bài đều có một hình vẽ riêng đại diện cho sức mạnh của chúng. Không chỉ thế, từng art nhân vật trong thẻ bài đều được vẽ một cách trau chuốt tỉ mỉ, khiến cho người nào một lần nhìn qua cũng chỉ muốn mua và đem về sưu tầm thôi. Chẳng thế mà sau này, đây trở thành mặt hàng đắt như tôm tươi bên cạnh cái bộ gậy full size hình mỏ chim và những set đồ cosplay khóc ra máu của Clam. Nếu như bạn chỉ xem anime thì chắc hẳn sẽ ấn tượng với mở đầu đầy ma mị của Giấc mơ tiên tri về ngày phán xét cuối cùng nhở. Chưa kể là còn có sự xuất hiện của cuốn sách bí ẩn mà nếu ai chưa đọc manga sẽ không hề biết thứ ấy là cái gì, càng làm người xem tò mò hơn về Cardcaptor Sakura. Liệu giấc mơ kia là gì? Cuốn sách đó chứa được điều bí ẩn nào? Tất cả sẽ trở thành thứ níu chân khán giả ở lại xem hết 70 tập anime. Đây có thể nói là nước đi vô cùng thông minh của phía nhà sản xuất. Tuy nhiên, đối với những người đã từng đọc qua bộ truyện sâu dâu kinh điển này, chắc hẳn sẽ không khó nhận ra mở đầu này có phần khác với nguyên tác. Trong manga, ngay từ những trang đầu tiên, người đọc đã được theo dõi trận đấu nảy lửa giữa bé đào và lá bài dăm. Rồi sau đó, độc giả mới được kể lại lần đầu Kero xuất hiện hay là 53 lá bài lộ diện thông qua những hồi tưởng của Sakura. Mặc dù nó sẽ không gây tò mò cho người đọc giống với cách mở đầu của anime, nhưng việc áp dụng flashback sẽ giúp tiết kiệm tương đối thời lượng ít ỏi của manga vốn chỉ có 6 tập về thẻ bài Cloud. Đồng thời, vì một bộ manga ra đời thường được in trên các tạp chí, những trang truyện đầu tiên sẽ quyết định bộ manga đó có được tiếp tục ra những số sau hay không. Vậy nên là việc lựa chọn vào thẳng vấn đề chính sẽ gây ấn tượng mạnh với độc giả hơn là việc lan man, gieo mầm cho các bí ẩn. Nhắc đến cảnh ấn tượng trong anime, bên cạnh Giấc mơ tiên tri, chắc hẳn là không ít bạn sẽ nhớ ngay đến vở kịch thú vị Công chúa ngủ trong rừng rồi nhở. Hồi bé, khi xem vở kịch này, mình đã cười không nhặt được mồm. Nhất là lúc Xiaoran xuất hiện với mái tóc vàng bồng bềnh và bộ váy đáng yêu. Ê, ôi dồi ôi, nhìn cái điều bộ không ra dáng công chúa tí nào cùng khuôn mặt đỏ ửng kia kìa. Thật sự là nó khiến mình cảm thấy thú vị vô cùng. Ngoài Xiaoran, trong vở kịch này cũng xuất hiện thêm một nhân vật khác cũng có màn hóa thân thành gái vô cùng xuất thần đấy nha. Tất nhiên là người mình muốn nói đến ở đây là anh bạn chuyên chém gió Takashi Yamazaki trong vai hoàng hậu chứ còn ai vào đây nữa. Nhìn cái mặt tỉnh bơ của ông nhõi kết hợp cùng màn hóa thân không thể xuất sắc hơn của Xiaoran, thật sự mình đã chẳng nhịn được cười. Tuy nhiên là bạn có biết không, đây chỉ là trong anime thôi, còn ở manga, vai hoàng hậu này được giao cho bạn gái dễ thương thủy mị Rika cơ. Còn ông nhõi chuyên chém gió thì hóa thân thành mụ phù thủy độc ác kìa.
nếu bạn đọc manga thì chắc chắn sẽ phải ấn tượng về vai diễn này của Yamazaki đấy. Không còn một vẻ ngoài tỉnh bơ giống vai nữ hoàng nữa, mà anh bạn thanh thạo trào phong của chúng ta bộc lộ vẻ độc ác như thể một con người hoàn toàn khác vậy. Nhiều bạn cùng lớp của Sakura cũng phải tỏ ra ngạc nhiên trước giọng nữ phụ độc ác của ông nhõi. Mặc dù hóa thân xuất sắc là vậy, thế nhưng mà khi lên anime, Yamazaki cũng chỉ đành lùi bước về sau để nhường vai diễn cho cô bé mê linh của chúng ta. Mà nhường vai cho người ta cũng đúng thôi, dù sao thì ái nữ Trung Hoa cũng là tình địch của Sakura mà đúng không? Hai bên đối đầu ở trận final thì còn gì hợp lý hơn các bạn nhở? Mà Mei Ling diễn vai phản diện cũng xuất thần lắm nha. Cơ mà cần gì phải diễn, chị gái lần đầu xuất hiện đã bị tưởng nhầm là kẻ xấu rồi còn gì? Một chi tiết thêm là Mei Ling chỉ xuất hiện trong anime chứ không hề được đề cập ở manga. Nếu cô bé mà có ở trong truyện chắc là cũng sắm vai phù thủy rồi cũng nên. Nãy nhắc đến ở trên nhân vật dễ thương thùy mị Rika rồi, thì tiện đây mình cũng tiết lộ một chút sự thật thú vị về cô nàng này chứ nhở. Rika là một nhân vật trong Cardcaptor Sakura và thuộc tuyến phụ của cốt truyện. Tuy nhiên, cô bé lại khá là bình thường so với hội bạn của bé Đào. Bởi lẽ ở đây chúng ta có chúa tể chém gió Yamazaki, bà hoàng sự thật Miara, cùng với đó là chuyên gia tạo rắc rối Naoko. Trước hội bạn toàn kỳ nhân dị sĩ kia, Rika xinh đẹp, dịu dàng, thùy mị lại dễ dàng bị lu mờ. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ cô bé sẽ nhanh chóng bị lãng quên như bao nhân vật phụ hoàn mỹ khác thì bạn nhầm rồi. Bởi vì Rika có một mối tình độc nhất vô nhị trong nguyên series Cardcaptor Sakura đủ để khiến mọi người nhớ mãi không thôi đấy nhá. Nhắc đến đây thì các bạn nhớ mối tình đó là gì rồi nhỉ? Đúng vậy, thứ mình muốn nhắc đến ở đây là chuyện ái ân của thầy giáo Terada và Rika đó. Chàng thì nay đã gần 30, còn nàng thì quanh quanh hơn 10 tuổi. Mối lương duyên như vậy thử hỏi không gây ấn tượng sao được. Nói để giật tít thế thôi, chứ mình thấy đây là một cặp tình cảm trong sáng nhẹ nhàng và không mang nặng tình ái nhi cho lắm. Trong anime, họ cũng chỉ dừng lại ở tặng bánh này kia hay là liếc nhìn ngại ngùng thôi. Phải nói rằng, cặp này thể hiện ít nhưng tình cảm nhiều ấy chứ. Thế nhưng mà bạn biết không, trong manga thì thầy Terada và Rika đã trao cho nhau nhất đính hôn rồi đấy. Chỉ tiếc thay, phân cảnh khá thú vị này lại không được đưa lên anime. Chắc là nhà sản xuất sợ bị một ai đấy ở trong cộng đồng phụ huynh kiểm tra điện thoại của con xong rồi lên án chăng? Các bạn nghĩ sao về mối lương duyên này? Hãy chia sẻ xuống dưới phần bình luận nhé! Nãy thì đã nói về cảnh mở đầu rồi, thì giờ mình nên kết thúc bằng phần đoạn kinh điển ở trận chiến ngày phán quyết cuối cùng cho đúng nhẽ chứ nhở? Nếu từng xem qua Cardcaptor Sakura một lần, chắc hẳn bạn sẽ không thể nào quên được khung cảnh tháp Tokyo đỏ rực cùng với Yue đẹp trai dưới ánh trăng huyền ảo nhỉ. Cho bạn nào chưa biết thì tháp Tokyo là một trong những background ưa dùng và khá là nổi tiếng của Clamp. Ở đó thường diễn ra các trận chiến quyết định trong những bộ truyện của các cô. Bên cạnh Sakura thì còn có Tokyo Babylon cũng chọn nơi đây làm nơi quay những khung cảnh chiến đấu mãn nhãn. À, nếu bạn tò mò Tokyo Babylon thì đừng quên ghé qua video fan fact 2 của chúng mình nhé. Quay trở lại vấn đề chính, mặc dù nổi tiếng là vậy, tuy nhiên thực chất trận chiến ngày phán xét cuối cùng không hề diễn ra tại tháp Tokyo đâu nhé. Trong nguyên tắc, nơi Yue xuất hiện lần đầu là dưới ánh trăng ở cổng đền Tsuki Mine. Điều này cũng khiến cho cảnh xuất hiện của cô Mizuki cùng chiếc chuông thần hợp lý hơn phần nào. Vì dù sao, đây cũng là ngôi đền của nhà cô ấy mà. Chưa kể, rõ ràng ở phân đoạn trước đang đứng ngay đền mà phân đoạn sau lại dắt nhau bay lên tận tháp Tokyo thì xem chừng là hơi ba chấm quá đúng không? Đứng luôn tại đấy đánh nhau đi, chứ bay qua bay lại làm gì cho tốn sức đúng không nào? Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Thế nhưng có vẻ do tháp Tokyo quá đẹp, chưa kể đây còn là background mang tính biểu tượng của Clamp nữa. Vậy nên là chúng ta không khó hiểu về quyết định thay đổi địa điểm diễn ra ngày phán quyết cuối cùng. Mà cũng phải cảm ơn đội ngũ sản xuất anime, bởi lẽ nếu không nhờ họ, chắc là chúng ta sẽ không có một trong những khung cảnh ấn tượng bậc nhất trong Cardcaptor Sakura như thế này đâu nhở. Mặc dù bị mất xuất diễn trong tập ngày phán quyết cuối cùng, tuy nhiên may mắn thay, sau này đền Tsuki Mine vẫn được lên sóng ở trận chiến với ngài Clarice tái sinh, Arion. Trong nguyên tắc, đây mới là trận chiến xảy ra tại tháp Tokyo. Mà cũng phải thôi, xét về thị giác thì Yue đối đầu với Sakura xứng đáng được diễn ra tại nơi đẹp như tháp Tokyo hơn là pha chiến đấu áp đảo của ngài Clarice, mang tiếng Final Battle giữa hai người mạnh nhất nhì giới pháp sư nhưng chúa tể gây rắc rối toàn đứng một chỗ bắn chứ đâu có bay qua đánh lại mãn nhãn giống Yue đúng không nào? À, nhưng mà đến Tsuki Mine đừng có buồn nhá. Tuy rằng trận chiến không được hoành tráng như ngày phán quyết cuối cùng, thế nhưng mà thôi, mèo mò có còn hơn không mà. Chắc vậy, phải không các bạn? Và đó là một vài chi tiết khác biệt giữa anime và manga của Cardcaptor Sakura. Bạn bất ngờ về chúng không?
Nếu có thì đừng tiếc một like và một đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung thú vị hơn trong tương lai nhé. Còn chi tiết khác biệt nào mà mình quên chưa nhắc đến không? Đừng ngần ngại chia sẻ xuống dưới phần bình luận nhé. Một lần nữa, mình là người ở Nấp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!